Hai kiểu phối hợp. Một là phối hợp về mặt gì? Về mặt công suất. Hai là phối hợp về mặt điện áp. Một là phối hợp về mặt công suất. Hai là phối hợp về mặt điện áp. Thì bạn nào có thể cho tôi biết là cái sự khác nhau, khác nhau với hai cái kiểu phối hợp này, tùy vào từng ứng dụng, từng ứng dụng thì chúng ta sẽ thiết kế các mạch phối hợp, để đáp ứng một trong hai cái yêu cầu chúng ta vừa nói là phối hợp về mặt công suất hoặc là phối hợp về mặt điện áp. Bạn nào nhỉ? Bạn nào phân biệt được giúp tôi hai cái kiểu phối hợp này không? Bạn nào không nhỉ? Có nào biết phối hợp về công suất và phối hợp về điện áp nó khác nhau cái gì không? Và làm thế nào để phối hợp được không? Hiểu được, đúng không? Hiểu được là phối hợp về mặt công suất có nghĩa là gì? Chúng ta đang muốn là gì? Đang muốn công suất truyền từ mạch này tới mạch kia làm sao? Lớn nhất đúng không? Phối hợp về mặt điện áp cũng vậy, đúng không? Ta muốn là gì? Đang muốn là điện áp, điện áp truyền từ mạch này tới mạch kia là lớn nhất, đúng chưa? Thì để phối hợp được công suất thì chúng ta phải thiết kế cái gì? Các bạn đã học về S parameter chưa nhỉ? Chưa biết cái gì về S parameter. Cái tham số S đấy. Hộ dẫn là hay gì đó? Không, tham số S mà đặc trưng cho cái đầu vào, đầu ra, rồi thì phản xạ của đầu vào này, phản xạ ở đầu ra này, phản xạ từ đầu vào đến đầu ra, từ đầu ra đến đầu vào này. S11, S12, S21, S22 ấy, các mạng hai cực ấy. Thế này tưởng các em phải học rồi chứ. Mạng hai cực học chưa? Trong lý thuyết mạch. Đã học về các S này rồi chứ đúng không? Không nhớ à? Các bạn không biết các tham số S này thì nói thì các bạn cũng không hiểu được. Dở nha. S. Các bạn có biết S11 là gì không? Biết không? Xong tôi. Không biết luôn.
Có nhỉ? Đấy thì tôi nói qua thôi nhá, nói qua thôi là cái S11 là cái tham số S parameter, là nó đặc trưng cho cái sự phản xạ của cái từ cái mạch cái đầu vào, được chưa? Thế là sự phản xạ ở đầu vào, được chưa? S22 là phản xạ ở đầu ra, được chưa? Còn S11 đúng không ạ? S22 đấy. S21 là hệ số khuếch đại công suất, được chưa? S21 hệ số khuếch đại công suất nhá. Đấy thì rõ ràng là cái S11 và S12 này càng nhỏ đúng không ạ? Càng nhỏ thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mạch của ta gì càng gì ạ? Càng tốt đúng không? Giờ những cái giá trị phản xạ này mà càng nhỏ thì nghĩa là mạch chúng ta càng tốt. Giờ cái giá trị phản xạ mà càng nhỏ thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là công suất chúng ta truyền từ mạch này đến mạch kia thế nào? Càng gì ạ? Càng gì các bạn? Càng lớn đúng không? Đúng không? Càng lớn đúng không ạ? Có nghĩa là những giá trị S1, S22 này càng nhỏ thì S21 của chúng ta càng lớn, được chưa? S21 của chúng ta tức là cái hệ số đa công suất của chúng ta càng lớn, được chưa? Đấy. Thì S11 và S22 này nó được đặc trưng bằng cách nào? Đặc trưng là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thiết kế cái gì ạ? Thiết kế phối hợp về mặt trở kháng, được chưa? Trở kháng. S11 này sẽ được thiết kế là gì? Là ta sẽ có là trở kháng nguồn sẽ bằng trở kháng đầu vào, được chưa? Trở đầu vào của mạch, được chưa? Nhá. Đấy, ta sẽ thiết kế làm sao để trở kháng nguồn cấp mà chúng ta đúng không ạ? Bằng với trở kháng đầu vào của mạch của chúng ta, thì chúng ta sẽ cực tiểu là S11, được chưa? Còn trở kháng đầu ra thì chúng ta sẽ thiết kế gì ạ? Thiết kế là trở kháng đầu ra Z ra của chúng ta sẽ bằng trở kháng tải ZL, được chưa? Được chưa? Đấy. Thông thường thì chuẩn của những này sẽ là 50 ohm, được chưa? Trở kháng nguồn 50 ohm, trở kháng tải 50 ohm, được chưa? Đấy. Đấy là chúng ta phối hợp về mặt công suất, là giống như trường hợp chúng ta đang làm với mạch tượng phối hợp anten đây đúng không ạ? Ta phối hợp cái gì? Ta phối hợp để cho trở kháng ra của máy phát. Đây trường hợp nào đây ạ? Trở kháng ra của máy phát bằng với trở kháng vào của anten. Yeah. Để chúng ta cực đại gì? Cực đại công suất chúng ta phát ra ngoài phát ra anten đúng không ạ? Qua anten phát ra ngoài không gian. Được chưa? Các bạn nắm được cái phối hợp về công suất chưa? Có nắm được không? Có chưa, chưa rõ không? Có nào chưa rõ không các bạn? Đấy là chúng ta phối hợp về mặt công suất nhé. Khi mà các bạn phối hợp về mặt công suất như thế này, công suất như thế này thì gì thì rõ ràng là về mặt điện áp thì các bạn sẽ bị làm sao đây các bạn, đây nhá, cái trường hợp đây, đây chúng ta phối hợp công suất đúng không? Chúng ta thêm vào phối hợp về mặt điện áp thì sao đây? Xin lỗi các bạn đây. Ta có V out đây đúng không ạ? V out. Dạ. Đây chúng ta có Z ra đúng không ạ? Ta có ZL. Dạ. Đây là điện áp đi tới mạch tiếp theo đúng không ạ? V in đi. Đây là điện áp đi đến mạch tiếp theo nhá. Đấy. Thế bạn thấy là khi mà các bạn phối hợp về mặt công suất, dạ, công suất, tức là chúng ta sẽ có gì? Có Z ra thì bằng ZL, dạ. Z ra thì khi đấy các bạn sẽ có gì? Vin bằng gì ạ? Vin
Xe bằng gì? Xe bằng VL chia cho Z ra ZL cộng với ZL nhân với gì ạ? Nhân gì ạ? N ZL. Vâng, ta có ZR thì bằng Z ra nên là ta sẽ bằng gì ạ? VL chia mấy ạ? Chia 2 đúng không ạ? Vâng. Đấy, nhưng mà bạn thấy là khi mà các bạn phối hợp mà công suất thì cái điện áp da của chúng ta đúng không ạ? Điện áp da của chúng ta sẽ gì? Sẽ bị giảm đi một nửa. Được chưa? Đấy. Đấy, các bạn thấy ta thấy khác nhau chưa? Ta thấy khác nhau mà về mặt phối hợp trở kháng khi mà các bạn muốn phối hợp về mặt công suất và muốn phối hợp về điện áp chưa? Có thấy khác không? Khác không ạ? Khi các bạn phối hợp về mặt công suất thì rõ ràng là đây không phải là mạch dùng cho phối hợp về mặt điện áp, đúng không? Đúng không? Bởi vì phối hợp mặt điện áp mà chúng ta đang bị giảm đi ạ, chúng ta đang bị giảm đi 2 lần về điện áp, đúng chưa? Mà trong cái đó chúng ta mong muốn là gì? Trong đó chúng ta mong muốn là V phải gì? Phải gì ạ? Sấp xỉ gì? VL đúng không ạ? Đúng không? Ta mong muốn là điện áp đưa vào mạch sau là nó phải gì ạ? Là phải sấp xỉ với điện áp đưa tới từ mạch trước, đúng không? Đấy, ZL đây thì bản chất là chúng ta có thể coi là cái Z, cái trở kháng đầu vào của mạch tiếp theo, đúng không? Trở kháng đầu vào mạch tiếp theo, đúng không? Trở vào mạch tiếp. Như vậy thì để phối hợp về mặt điện áp thì chúng ta sẽ phải thiết kế thế nào? Để phối hợp mặt điện áp chúng ta phải thiết kế thế nào ạ? Các bạn? Để phối hợp về mặt điện áp chúng ta phải thiết kế thế nào? Phương điện áp chúng ta làm thế nào ạ? Rõ ràng thế mà các bạn. Các bạn nào không? Thank you.
Để phương mà điện áp chúng ta làm gì các bạn nhỉ? Làm sao điện áp cực đại được? Làm sao để cái Vin của ta cực đại? Không ạ? Cực tiểu. Cái gì? Mẫu là cực tiểu. Mẫu cực tiểu có nghĩa là? Cái Z ra có thể bằng không. Trở kháng ra bằng không và cái ZN nó bằng Zin. Nếu mà trở ra không bằng không được thì chúng ta sẽ phải thiết kế thế nào? Đấy chỉ là lý tưởng đúng không ạ? Lý tưởng thôi đúng không ạ? Thực tế thì nó bằng không được không? Không. Không đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ thiết kế là Z ra của chúng ta sẽ nào? Nhỏ đúng không ạ? Z nhỏ hơn Z nào? Mà Z in thế nào? Đấy, hoặc là các bạn có thể là rất nhỏ hơn so với Z gì? Z in đúng không ạ? Đúng không? Đúng chứ các bạn? Thì chúng ta sẽ được VL là sẽ xấp xỉ với gì? Bin xấp xỉ VL. Được chưa? Đúng không? Đấy là lý do mà gì? Đấy là lý do mà các bạn thấy là trong các mạch điện tử các bạn thấy đúng không ạ? Trong các mạch điện tử. Trong mạch điện tử các bạn thấy là gì ạ? Thấy là chúng ta có cái gì? Ta có các bộ gì ạ? Bộ đệm. Đúng không ạ? Câu khuếch đại đệm đúng không? Khuếch đại đệm. Đấy, khuếch đại đệm. Bao giờ trong mạch điện tử chúng ta cũng sẽ có bộ khuếch đại đệm. Khuếch đại đệm thì sẽ là gì? Sẽ là bộ khuếch đại để phối hợp về mặt gì ạ? Điện áp hay công suất ạ? Điện áp. Điện áp đúng không ạ? Điện áp, đấy. Thế thì các bạn sẽ để ý là khi đấy thì yêu cầu về chẳng hạn đầu vào, yêu cầu về chẳng hạn đầu ra của bộ khuếch đại đệm như thế nào? Chẳng hạn đầu vào khuếch đại đệm như nào ạ? Thế in vậy nào ạ? Nhỏ nhất. Nhỏ nhất ta. Hả? Muốn cho cái công suất là truyền đúng không ạ? Truyền từ đây à, tín hiệu điện áp ta truyền từ đầu vào khuếch đại đệm đúng không ạ? Đến đầu ra khuếch đại đệm là lớn nhất thì có nghĩa là trở kháng phải nào đây ạ? Khuếch đại đệm thì thường là ta sẽ có gì? Ta sẽ có cái hệ số đại là thường là bằng 1 đúng không ạ? Ta không quan tâm đến khuếch đại mà chủ yếu là để gì? Ngăn cách cái ảnh hưởng từ các tầng sau về tầng trước thôi đúng không ạ? Để làm được việc đấy thì chúng ta phải có bộ khuếch đại đệm phải có gì ạ? Có trở kháng đầu vào nào ạ? Giống trường hợp chúng ta vừa làm đây thôi đúng không ạ? Có gì khác đâu? Thì trở kháng đầu vào phải nào? Hoàn. Đấy. Cái gì? Ủa? Mà vừa trả lời dưới này đâu mà trên này lại không trả lời được nhỉ? Phải lớn đúng không? Đúng không? Và trở đâu ra phải gì ạ? Nhỏ. Đúng không? Thì trở đầu vào của bạn giống trường hợp đây thôi đúng không? Giống trở đây đúng không? Còn trở đầu ra của bạn thì giống trường hợp đây thôi đúng không? Trở đầu ra giống trường hợp đây đúng không ạ? Đây chúng này. Được chưa? Để chúng ta phối hợp đúng không ạ? Trở đầu vào ta phối hợp mạch trước. Phối hợp mạch trước. Đây chúng ta phối hợp mạch trước có nghĩa là nó tương ứng với cái trường hợp mà đây. Ta sẽ in đây. Còn trở đầu ra ta phối hợp mạch sau. Mạch sau tương ứng ra đây. Đây là mạch sau đây đúng không ạ? Được chưa? Các bạn đã hiểu về thế nào là phối hợp về mặt công suất, thế nào phối hợp mặt điện áp chưa? Có hiểu không? Có chỗ nào chưa hiểu không ạ?
Có chúng ta cảm thấy khó hiểu không ạ? Không có gì có nghĩa là chúng ta hiểu hết đúng không? Tốt. Thế thì các bạn có biết về cái giản đồ Smith không nhỉ? Biết ạ. Biết giản đồ Smith không ạ? Có ạ. Biết. Có nhớ giản đồ Smith là cái gì không? Sứ giản đồ Smith là gì không ạ? Có nhớ không ạ? Nhớ giản đồ Smith là gì và dùng để làm gì không? Cái đấy học trong môn nào các bạn? Siêu qua tần. Siêu qua tần đúng không ạ? Môn đấy có khó nhài không? Khó lắm. Đấy là môn khó đúng không ạ? Các bạn có nhớ giản đồ Smith để làm gì không ạ? Tôi nghĩ là các bạn học môn đấy thì chắc là thầy sẽ phải cho các bạn làm bài tập lớn hay là cái gì nó liên quan đến giản đồ Smith chứ đúng không? Có làm mấy cái bài tập tìm điện trở thôi ạ. Tức là làm mấy bài tập tìm điện trở dựa vào cái tìm trở kháng chứ. À bằng trở kháng. Trở kháng dựa vào cái giản đồ Smith gì đúng không? Như vậy các bạn cũng hình dung được đúng không ạ? Giản đồ Smith thì bản chất là giản đồ mà gì để người ta vẽ ra gì ạ? Vẽ ra cái phần cái trở kháng đúng không ạ? Trở sáng của mạch. Trở kháng của mạch đúng không? Thường thì người ta sẽ lấy theo chuẩn hóa tức là nó sẽ bằng là trở kháng của mạch, trở kháng đầu vào của mạch đúng không ạ? Thường thì Smith sẽ có hai cái người ta mình quan tâm là trở kháng đầu vào và trở kháng đầu ra đúng không ạ? Z11 và Z22 đúng không? Thì trở kháng chuẩn hóa thì người ta thường là người ta chia cho gì? Chia cho trở kháng nguồn. Được chưa? Trở kháng nguồn ví dụ như là 50 ohm thì thường người ta sẽ chuẩn hóa là 50 ohm. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là ở cái vòng tròn một đơn vị đấy đúng không ạ? Một đơn vị có nghĩa là thành phần trở của nó là 50 ohm đúng không? Các bạn không nhớ thì có lẽ nói nó cũng hơi khó nhỉ. Đấy thì cái giản đồ Smith thì các bạn có thể dùng để gì ạ? Dùng để các bạn phối hợp trở kháng nhá. Phối trở kháng là làm sao để gì? Chúng ta phải điều chỉnh các tham số của mạch để làm gì? Để trở kháng vào của chúng ta, tức là cái trở kháng đầu vào của mạch của chúng ta đấy, đúng không ạ? Nếu chúng ta đang muốn phối hợp về đầu vào. Phối đầu vào tức là ta đang muốn phối hợp là trở kháng nguồn thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng trở kháng đầu vào của mạch đúng không ạ? Tức là đấy là chúng ta phối hợp về mặt công suất đó, trở kháng nguồn 50 ohm bằng trở kháng đầu vào. Chúng ta phải phối hợp cho gì? Cho cái trở kháng đầu vào chúng ta bằng 50 ohm. Và cái khi mà các bạn in cross ra cái giản đồ Smith ấy, giản đồ Smith thì đấy, thường các bạn sẽ dùng các công cụ mô phỏng. Tôi biết thì tôi hay dùng cái công cụ thiết kế chip thì nó có cái mô phỏng cái này. Còn nếu các bạn không thì các bạn sẽ có thể các bạn học ADS chưa nhỉ? Học chưa? Các bạn học chưa nhỉ? Chưa thể ạ. Chưa học đúng không? Thì chắc là sau các bạn học là kỳ sau các bạn sẽ có cái môn mà thiết kế đúng không? Thiết kế RF thì có lẽ các bạn sẽ học ADS. Đấy thì trong đấy thì cũng có cái mô phỏng cái giản đồ Smith đúng không ạ? Smith. Chỗ này học thiết kế RF thì các bạn sẽ học kỹ hơn về cái này. Kỹ hơn về cái phối hợp trở kháng hay là thiết kế cái mạch RF gì đó, tính toán tham số vân vân đấy. Đấy thì đấy nói để các bạn biết được là cái cách mà các bạn phối hợp trở kháng thì như thế nào được chưa, như thế nào. Trước khi các bạn thiết kế được mạch thì bao giờ các bạn cũng phải mô phỏng đúng không ạ?
chúng ta rất khó để mà chúng ta không mô phỏng mà chúng ta có thể tối ưu được tham số, đúng không? Rồi về mặt phần phối hợp này thì các bạn có chỗ nào cần hỏi không? Có chỗ nào cần hỏi không ạ? Hy vọng là các bạn không hỏi có nghĩa là các bạn hiểu, đúng không ạ? Chứ không phải là các bạn không hỏi là vì các bạn không hiểu, đúng không? Hy vọng vậy nhá. Nếu các bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta đã kết thúc về các mạch điều chỉnh và điều chỉnh trong máy thu phát, đúng không ạ? Tổng kết lại, chúng ta đã học về 4 cái mạch tự động điều chỉnh trong máy thu, là mạch tự động điều chỉnh số giải máy thu ARC, mạch triệt ồn hoặc triệt rào SQR, mạch tự động điều chỉnh giải thông của máy thu, mạch triệt nhiễu xung, và ở trong máy phát chúng ta học về 2 cái mạch là mạch tự động điều chỉnh mức ALC và mạch tự động phối hợp triệt kháng anten AUT, mà tôi đã cung cấp cho các bạn thêm những cái kiến thức cơ bản về mặt phối hợp, phối hợp trở kháng, phối hợp trở kháng về công suất, phối hợp trở kháng về điện áp. Hai cái đấy là hai cái niệm khác nhau, các bạn phải lưu ý nhé. Chúng ta đừng đánh đồng tất cả các phối hợp trở kháng mà giống nhau là không được. Nói phối hợp trở kháng thì các bạn phải xem là phối hợp trở kháng về công suất hay phối hợp trở kháng cho điện áp. Chúng ta sẽ có các cách thiết kế khác nhau. Chúng ta còn một ít thời gian nữa thì trong cái tiết này thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái mạch ở máy thu nữa mà cũng rất hay được dùng ở trong các máy thu vô tuyến. Trong máy thu vô tuyến đó là mạch mạch lọc notch, mạch lọc notch. Giới thiệu thêm cho các bạn về một cái mạch nữa nhá, là mạch lọc. Mạch lọc notch. Cái này dịch cả tiếng Việt thì có nghĩa là mạch lọc khía, đúng không ạ? Mạch lọc khía. Lọc khía. Đây chúng ta có cái phổ của tín hiệu chúng ta như thế này. Đây đúng không ạ? Ta phổ tín hiệu đây. Phổ tín hiệu đây đúng không ạ? Ta có một nhiễu lọt vào máy thu như thế này. Đây đúng không ạ? Nhiễu lọt vào máy thu như thế này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ta phải loại bỏ nhiễu này, đúng không ạ? Ta phải loại bỏ nhiễu này, nhớ này. Đấy thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng một mạch lọc có đặc tuyến như thế này, tuyến như này. Đấy, đặc tuyến như này. Thì các bạn thấy là với bộ lọc có đặc tuyến như này thì rõ ràng chúng ta đã loại bỏ được gì ạ? Loại bỏ lọc nhiễu rồi đúng không ạ? Nhiễu rồi đúng không ạ? Đây là bộ lọc. Đây là nhiễu. Đây là tín hiệu đúng không ạ? Tín hiệu.
Đó thì với cái mạch lọc khía này, hay mạch lọc notch này, thì nó sẽ lọc các nhiễu, lọc các nhiễu dạng sóng mang, lọc các nhiễu dạng sóng mang, tức là các nhiễu có phổ đơn vạch, các nhiễu có phổ đơn vạch, các nhiễu dạng sóng mang, tức là các nhiễu có phổ đơn vạch. Các bạn nhìn ở trình vẽ các bạn có thấy được đúng không? Nhiễu của chúng ta là chỉ là một vạch hay là chỉ là một tần số, chỉ một tần số. Tức là nhiễu của chúng ta là dưới dạng mà tín hiệu có chu kỳ nhá, nhớ vậy ạ. Chỉ có tín hiệu có chu kỳ thì chúng ta mới có là phổ gì, phổ vạch đúng không? Phổ vạch. Còn tất cả tín hiệu mà có tần số thay đổi thì chúng ta sẽ có một phổ dài, đấy, tức là nhiễu là nhiễu mà đơn vạch hay là nhiễu mà các dạng sóng mang có tần số không đổi, được chưa? Đó thì cũng thêm cho các bạn một cái mạch cũng rất hay sử dụng trong máy thu để nâng cao chất lượng của máy thu, đó là mạch lọc notch. Tất nhiên là các tần số này chúng ta có thể về cái đặc tuyến của bộ lọc notch ta thể thay đổi được, tùy thuộc vào cái tần số nhiễu tác động vào, đúng không ạ? Tần số nhiễu tác động vào, nếu tần số nhiễu thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi cái đặc tuyến của bộ lọc notch này tương ứng để chúng ta loại bỏ được cái tần số nhiễu, chứ không phải là cái đặc tuyến luôn cố định như này nhá. Các bạn lưu ý đặc tuyến thay đổi phụ thuộc vào cái tần số notch ảnh hưởng đến máy thu. Rồi, các bạn nghỉ giải lao khoảng 5 phút nhé. Chúng ta sẽ quay lại tiết cuối cùng nhé.